Asus Top Gaming A15. À, Top Gaming thì chắc là anh em hiểu rồi. Chút nữa chúng ta nói thêm. A15 ở đây là gì? 15 thì chắc chắn rồi, nó liên quan đến kích thước của màn hình là 15,6 inch. Còn A ở đây không phải Asus nhé. Laptop là Asus rồi. A chính là AMD. Và đây là một mẫu laptop thuộc dòng Top Gaming sử dụng CPU của AMD. Và cụ thể như nào thì chúng ta hãy tìm hiểu ngay bây giờ. Chúng ta đã tin tưởng nhau để tìm hiểu sản phẩm này chưa? Và chào mừng các bạn đã tới hoặc là quay trở lại với TNC Channel. Nói sơ qua một chút về dòng Top Gaming thì Top Gaming nó sẽ liên quan đến cái phần độ bền của sản phẩm. Cái độ bền sản phẩm ở đây nó sẽ không phải là kiểu là chúng ta mang sản phẩm đi quăng quật, mà nó được thiết kế để phù hợp với nhiều môi trường sử dụng khác nhau. Mình sẽ nói nhanh qua một số môi trường, đó chính là những cái môi trường liên quan đến cái độ ẩm cao, đặc biệt là ở Việt Nam, những thời tiết nồm ẩm thì cái sản phẩm này nó được thiết kế để hoạt động được ở trong môi trường có độ ẩm cao, không phải chúng ta nhúng nước nhá. Nó có cái khả năng chống sốc, tức là chúng ta đang đi ra ngoài chẳng may chúng ta có kiểu rơi nhẹ nhẹ thôi, kiểu độ thấp khoảng 1 mét, hoặc là chúng ta cầm chúng ta thả mạnh xuống thì nó không ảnh hưởng đến cái thành phần cũng như chất lượng linh kiện ở bên trong, thì nhanh nó là như vậy. Còn với cái dòng Top 15 ở đây, Top A15, nó là phiên bản mới ở trong năm 2023. Chúng ta sẽ có những cái ngôn ngữ thiết kế mới. Mọi người có thể nhìn luôn cái phần mặt lưng của sản phẩm. Màu mình đang có ở đây là màu đen hoặc là màu xám. Chúng ta sẽ có cái chữ Top Gaming, à không, gọi là logo Top Gaming được là nổi lên. Mình có xem qua một chút liên quan đến những cái thông số ở trên hãng thì hãng bảo là cái phần này là sử dụng cái tia laser để đưa lên. Mình nghĩ là nó là một cái tấm kim loại thôi, xong kiểu laser để chừa mỗi cái phần logo của Top Gaming. Nó cũng khá là hay để chúng ta có thêm những cái điểm nhấn của sản phẩm. Nó sẽ không phải là kiểu cái logo được in chìm lên hay là logo được đặt lên, in lên. Chúng ta sẽ có một cái gì đấy nó thuộc cái quân đội một chút, trông nó hầm hố. Còn về cái thiết kế tổng thể thì chắc chắn rồi, nó vẫn sẽ là một cái thiết kế vuông vắn, vuông thành nhưng không sắc cạnh, bởi vì các cạnh đều được vát vào. Và đặc biệt ở phần chính giữa sẽ được làm lồi lên một chút. Cái phần kiểu nhô ra này nó sẽ đóng vai trò nào? Thứ nhất là giúp chúng ta mở laptop được dễ dàng hơn. Và cái thứ hai nữa, đây là phần được chứa webcam. Không như giống như dòng ROG thì dòng Top Gaming có webcam 720p, nó sẽ phục vụ được cho chúng ta ở cái mức sử dụng là cơ bản khi chúng ta cần đàm thoại. Còn nhìn thêm vào cái phần màn hình, chúng ta đã có hai cạnh viền siêu mỏng, bên trên dài một chút, bên dưới là nơi chứa cái phần logo của Asus cũng như là cái phần bảo ngạch, thế nên nó sẽ được làm dày hơn. Nhưng về tổng thể, cái lý do làm dày này một chút nữa mình sẽ giải thích cho anh em. Còn về cái phần màn hình ở đây sẽ có kích thước là 15,6 inch, thông số đưa ra trên hãng cũng là rất ấn tượng khi mà đạt đến 100% giải màu sRGB, tần số quét là 144Hz, có adaptive sync và cụ thể là NVIDIA G-Sync. Thông số thì đưa ra như vậy, nhưng mà để cho anh em có một cái nhìn trực quan hơn thì mình sẽ sử dụng là Spider Eye để có thể đo lại cái màu của cái màn hình này. Thực tế theo như mình thấy thì Asus đúng là những gì họ quảng cáo, khi mà cái mẫu màn hình này đạt 100% giải màu sRGB, 79% giải màu Adobe RGB, 81% giải màu DCI-P3 và 74% giải màu NTSC. Cái độ sáng khi đo bằng thiết bị sẽ là chuẩn nhất và độ sáng có thể cao nhất đạt được là 312 nit và cái phần gọi là contrast rất tốt, 1000:1 cơ. Nó rất ấn tượng khi mà chúng ta có thể sử dụng. Thêm vào nữa là chúng ta sẽ để ý đến cái phần thông số như vậy, tần số quét cao, nó liên quan đến cái độ chính xác của màu sắc khi mà chúng ta sử dụng kiểu là việc đa nhiệm hay là làm việc ngoài làm việc cho chơi game, thì cái phần color accuracy, cái phần độ sai lệch màu sắc đây nó cũng đáng để chúng ta quan tâm. Khi mà mình đo với 48 màu thì cái delta E trung bình sẽ rơi khoảng chừng là 1.46, min sẽ là 0.51 và max sẽ là 4.42. Về mặt cơ bản, đây sẽ là một cái mẫu màn hình nó phù hợp với rất nhiều nhu cầu của anh em. Chúng ta sẽ có mẫu màn hình có IPS này, chắc chắn tần số quét cao xong kiểu là nhiều thông số này chắc chắn phải là IPS rồi. Nó phục vụ được chúng ta này các nhu cầu chơi game, làm việc đồ họa đều ok. Chúng ta sẽ không còn cái khái niệm là laptop gaming, cái màn hình này chỉ phục vụ được cho gaming thôi, nó phục vụ được nhiều yếu tố hơn. Và chúng ta sẽ nhìn xuống cái phần bên dưới, đây cũng là lý do mà mình bảo rằng là cái phần cạnh dưới này
của cái phần màn hình ấy, hoặc làm dày lên, hoặc là tăng cái kích thước tổng thể của sản phẩm lên. Chúng ta nhìn xuống, chúng ta có một cái mẫu bàn phím với kích thước là full size, có LED RGB Aura Sync với một vài những chế độ tùy chỉnh, có thêm những cái cụm phím macro để chúng ta có thể cài đặt. Và đặc biệt, laptop gaming nhé, touchpad rất lớn. So với mẫu laptop, kể cả mẫu laptop Ultrabook, thì cái touchpad của dòng Tube Gaming i15 này nó vẫn rất lớn, cái cảm giác gì là rất tốt. Và dĩ nhiên rồi, gì như này chúng ta sẽ làm việc văn phòng hoặc làm việc đi ra ngoài, chúng ta không mang theo chuột. Còn khi mà sử dụng tổng thể, ôi rõ ràng rồi, chơi game phải dùng chuột, chơi game mà dùng touchpad này thì có vẻ là hơi trải hạt quá. Một vài những cái thông số kiểu xung quanh, nhưng mà để trên tem thôi, chúng ta hãy đề cập sâu hơn vào cái mà anh em không nhìn được, đó là cấu hình của sản phẩm. Cái cấu hình mình đang có ở đây là cấu hình tiêu chuẩn của cái dòng A15 này thôi, khi được trang bị là CPU AMD Ryzen 7 7735HS, sử dụng 8GB RAM DDR5, và chúng ta sẽ có cái GPU là RTX 4050. Rồi, nói qua một chút về cái cấu hình này đi, nhanh thôi nhá. 8GB RAM, anh em sẽ nghĩ rằng tại sao lại ít như thế, nhưng chúng ta hãy nhìn vào cái dòng chữ DDR5. Với DDR5 chúng ta sẽ có gì? Chúng ta sẽ có dual channel trên một thanh RAM, vì trong đây chúng ta gọi là RAM sodium. RAM cho laptop thông thường chúng ta đã cắm sẵn một, và chúng ta vẫn còn thêm một khe nữa để chúng ta có thể nâng cấp thêm. Anh em hoàn toàn có thể mua về nâng cấp. Còn với 8GB RAM thực tế nhá, nó vẫn phục vụ được cho chúng ta với cái nhu cầu chơi game. Một số game theo như mình trải nghiệm và mình cảm nhận được thì với 8GB RAM nó vẫn có thể đáp ứng được với cái nhu cầu là trải nghiệm cơ bản cụ thể. Anh em có nghe thấy cái tiếng gió không? Mình không biết là anh em có nghe được không, nhưng mà đây là Dota 2. Mình thì không phải là một player chơi Dota 2, mình chơi lên điện thoại cơ. Thế nên là mình sẽ vào cái phần Watchline, thì trong đây mình sẽ chuyển sang cái chế độ player. Nói chung là nó cũng sẽ khá là xem khi so với người chơi thực tế. Thì anh em đang nhìn được là cái mức FPS nó đang khá là ổn định. Nó cái anh em nhìn cái biểu đồ ấy, là cái mức biểu đồ nó không bị kiểu mấp mô lên xuống lao dốc thất thường như biểu đồ anh em chơi coi, nó đều. Tuy nhiên thì cái mức FPS mọi người nhìn được là 100, trong khi cái màn hình này là màn hình Full HD với tần số quét là 144Hz. Cái vấn đề ở đây nó không liên quan đến cái việc là CPU hay GPU không đủ mạnh. CPU anh em nhìn được cái kìa là 4.6, có đôi khi sẽ lên được 4.7, tiêu thụ thì 40W điện. Còn GPU RTX 4050 nó sẽ tiêu thụ là khoảng chừng 26W điện và chỉ loát 37%. Chủ yếu cái vấn đề nó sẽ đến từ khía cạnh RAM. Mặc dù là 8GB RAM DDR5 nó đã có sẵn dual channel rồi, nhưng cái câu chuyện nó vẫn sẽ là 8GB. Thì khi mà chúng ta chơi game ấy, chúng ta có bỏ nhiều tác ứng dụng quá thì nó sẽ ra tình trạng thiếu RAM để mà chúng ta có thể chơi game. Thì thiếu RAM ấy thì mức FPS nó cũng sẽ bị tụt xuống thôi. Cái này thì mình đã có làm video rồi, cho nên là anh em nào mà muốn quan tâm ấy, thì mình sẽ để thêm một cái đường dẫn để anh em có thể theo dõi về việc là 8GB RAM có chơi game thì nó sẽ ảnh hưởng ra sao. Khi mà mình test CSGO ấy, anh em biết vì sao mình đeo map không? Mình không đeo tai nghe. Mình gọi là chơi trong cái chế độ gọi là chỉ nhìn thôi, không nghe gì cả, nên bắn đeo map nó sẽ dễ hơn. Và để mọi người nhìn cái mức FPS khi mà mình bắn nhau liên tục ấy thì trông sẽ như nào. Tất nhiên thì khi mà chúng ta bắn đeo map ấy, nó sẽ bị thiếu đi một cái câu chuyện là smoke này, lửa này hay là nét, thì cái đấy nó cũng sẽ ảnh hưởng đến phần FPS. Thì hiện tại mọi người đang nhìn được là rơi khoảng chừng là 180 FPS. Mình sẽ nhấn mạnh lại một chút là với cái tựa game CSGO ấy, đây là một tựa game khá là cũ rồi, nên là khi mà chúng ta chơi game ấy, đôi khi nó sẽ có mức độ giật FPS nó nhảy khá nhiều. Ví dụ như kiểu chúng ta bắn nhau thì là kiểu 190 như chúng ta chết ấy, chúng ta respawn lại ấy, thì nó sẽ rơi khoảng chừng 300 cơ đấy, khoảng 250 đấy. Anh em nhìn đấy chưa, đấy 400-600 đấy, mức nó sẽ nhảy cao như thế. Và cái mức độ loát hiện tại của cái GPU là 46%. Tựa game này sẽ có thể làm cho em này, em RTX 4050 ấy, nó loát cao khá là nhiều. Và nếu như anh em nào mua ấy, thì lời khuyên của mình là anh em cắm thêm một thanh RAM nữa, là lên thành 16GB. Nó vấn đề nó không phải là dual channel, vấn đề nó sẽ nằm ở việc là đủ hay là không đủ RAM. Tiêu thụ hiện tại là 7GB RAM. Còn về cái mức nhiệt độ của sản phẩm là khoảng 80 độ C, thì mình không biết là anh em nào mà nhiệt thủ thì nhìn thấy cái mức này thấy như thế nào đấy. Chứ một số ông thì 60 độ kêu nóng thì mình không biết, nhưng mà đối với mình là GPU chỉ khoảng chừng C là quá mát rồi, còn CPU thì nó sẽ cao một chút thì nó chả ảnh hưởng nhiều. Quan trọng ấy là chúng ta chơi đủ dung nhịp CPU, đủ điện để chúng ta chơi game không giật lag, đấy là một cái tuyệt vời nhất rồi.
Và thế cũng giúp cho anh em giải quyết một phần liên quan đến việc là dung lượng RAM mặc định 8GB nó có phục vụ đủ cái nhu cầu hay không, hoặc chúng ta đến những cái thành phần khác nó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến cái trải nghiệm sử dụng của chúng ta, đó là về phần cục nguồn đi theo kèm. Cục nguồn đi theo kèm ở đây ban đầu thì mình nghĩ là 180W, nhưng thực tế là cục nguồn 240W, và phiên bản RTX 4050 được sử dụng ở đây là có thể cung cấp điện là 140W, nó loanh quanh cái mức đấy, còn CPU nó sẽ bị lốc lại ở 45W để có thể đảm bảo được cái khả năng tản nhiệt. Tuy nhiên cái câu chuyện ở đây, anh em nhìn con số 140 nó không phải là một con số kiểu là lúc nào kiểu GPU cũng ăn 140W, như thế thì nó gây áp lực lên cái hệ thống tản nhiệt, mà thay vào đấy cái lượng điện đây vẫn được share sang cho cả cái phần CPU nữa. Tức là anh em lấy cái điện của CPU và GPU cộng vào với nhau ấy, nó sẽ loanh quanh khoảng chừng là 150W, và 90W còn lại nó sẽ liên quan đến tất cả thành phần linh kiện khác. Chúng ta có màn hình này, chúng ta có bàn phím, những cái cổng kết nối, thì cái 90W đấy nó được share ra những cái thành phần linh kiện, và thực tế nó sẽ không ảnh hưởng đến cái trải nghiệm hiệu năng, bởi vì do đã được tối ưu cho cái cục nguồn 240W rồi. Tiếp theo là về phần thú vị này, phần mềm. Phần mềm mình đang có ở đây là phần mềm kiểu Armory Crate của Asus. Dĩ nhiên rồi, những sản phẩm của laptop Asus đều có. Và trong đây sẽ có một cái công nghệ được gọi nhanh là MaxSwitch with NVDA Advanced Optimus. Thực tế ra MaxSwitch chuẩn chúng ta sẽ gọi ở đây là cái công nghệ chúng ta sẽ tắt đi cái GPU được tích hợp bên trong và chỉ sử dụng cái GPU mạnh hơn. Nhưng ở đây là MaxSwitch with NVDA Advanced Optimus, tức là nó sẽ hoạt động theo cơ chế auto của NVIDIA. Ở trong đây thì anh em biết là chúng ta sẽ có thêm một cái GPU tích hợp Radeon nữa. Thực tế thì khi mà mình bật tính năng MaxSwitch này, đôi khi trong một số những khoảnh khắc nó có giật nhẹ, là do cái tính năng này nó switch nó game không tối ưu tốt ấy. Nhưng về mặt cơ bản thì chúng ta hoàn toàn có thể bỏ qua được câu chuyện đấy. Nó chỉ xảy ra ở trong những cái giai đoạn đầu thôi, tức là chúng ta vừa mới load game, còn xuyên suốt được quá trình khi mà đã chuyển đổi xong rồi thì nó sẽ không gặp cái tình trạng ấy nữa. Và kể cả anh em có sử dụng cái phần mềm Armory Crate, anh em chủ động chuyển sang hay là anh em không chuyển, thì cái câu chuyện trải nghiệm ấy nó cũng sẽ khá là tương tự nhau. Một số những cái thông tin khác liên quan đến việc là tùy chỉnh về mặt hiệu năng hay điện thì mình nghĩ rằng là chúng ta không cần phải quan tâm quá nhiều đâu. Mình nói lướt qua nhá, là CPU anh em sẽ không thể búp điện được, tối đa là 45W, còn GPU thì đã có thể thêm được tối đa là 25W nữa. Còn về cái hiệu năng thực tế thì nó cũng không khác mấy đâu, nó sẽ khá là tương tự khi so với chúng ta không tùy chỉnh gì, vẫn để chế độ turbo để sử dụng. Đấy, lướt qua được một vài những cái thông số chúng ta có rồi đúng không? Tất cả mọi thứ đều có. Vậy thì với laptop gaming còn thiếu gì nhỉ? Cổng kết nối, chính xác là như vậy. Với cái thân hình của em nó, về mặt cơ bản đây là mỏng ấy chứ. Chính xác ấy, mỏng đấy. So với laptop gaming, thế này là mỏng rồi. Và vì thế, cái cổng kết nối cũng sẽ được thu gọn lại và tinh giản một chút sao cho tối ưu. Ở bên cạnh trái, chúng ta sẽ có hai cổng USB Type-C và một cổng USB Type-A. Hai cổng USB Type-C này sẽ có một cổng là USB 4 và một cổng USB Type-C có hỗ trợ giao tức là DisplayPort. Tức là chúng ta có thể sử dụng hai cổng kết nối này để chúng ta có thể xuất ra thêm hai màn hình nữa. Và bên cạnh phải ở đây, chúng ta sẽ có thêm một cổng USB Type-A. Đó, nói chung là nếu mà những cái nhìn cơ bản của mình về em i5 này, chúng ta sẽ có những gì? Chúng ta sẽ có một mẫu laptop trong cái phân khúc giá khoảng chừng là 27-30 triệu đồng tại thời điểm hiện tại. Có một cái cấu hình rất tốt, toàn bộ thành phần linh kiện thì đều là linh kiện mới, khả năng tối ưu cũng ổn định này. Có những cái cổng kết nối, chúng ta phải mua hấp, đấy, chính xác là như vậy. Màn hình có cái chất lượng tốt và cục nguồn đi theo kẹp nó đủ để có thể cung cấp điện được cho toàn bộ hệ thống. Vậy thì cái đánh giá của anh em về Asus Top Gaming A15 là như thế nào? Khi so với dòng F15 thì anh em thích cái dòng sản phẩm nào hơn? Thì đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới mục bình luận của video. Hẹn gặp lại anh em trong video sau.